Okay, now today's topic will be the which form leading to sensual feelings. Cái sắc nào mà nó sinh ra dục lạc. Chúng ta học cho tới ngày hôm nay chúng ta đã biết rồi, cái sự sinh tử của chúng ta quay trở lại cũng chỉ vì chúng ta tham đắm cái dục lạc thôi. The reason why we keep returning in the recycle of death and birth and samsara again and again just because we love, we attach, we clinging to the sensual feeling, vidana. And because we are ignorant, so we develop the habit of karma for craving our body, to attach, to cling to the sensual feeling. Bởi vì chúng ta vô minh, chúng ta ưa thích những cái cảm giác dục lạc, chúng ta yêu cái cảm giác dục lạc đó, để rồi chúng ta mang cái thân để thọ hưởng các cái dục lạc đó. Và những cái dục lạc đó nó chuyển hóa ra thành tham ái, để phải có cái thân tiếp tục sinh tử luân hồi trong vô lượng kiếp. So the crucial point here is sensual feeling. Cho nên cái điểm trọng điểm trong vấn đề tu học của chúng ta là phải biết cái cảm giác dục lạc. Two kinds of the feelings. One is pleasant, another one is unpleasant. Whatever the name you put on it, it's just a vibration. Tất cả những cái thọ đấy được phân ra làm hai loại: thọ lạc và thọ khổ. Thọ lạc và thọ khổ. Nhưng mà trên thực tế thì nó là chỉ những cái sự rung động. Nó chỉ hoàn toàn là những sự rung động, nó chẳng có cái gì cả. Sự rung động do sáu căn sáu trần va chạm với nhau. It's a vibration caused by the six external factors and the six internal factors, six sense organs. And it causes vibration. The vibration go into your brain and your consciousness. Và những cái sự rung động ấy nó chuyển vào trong não thông qua sáu căn, rồi nó làm cho các bạn vừa thích ở trong cái thức các bạn hay là chán ghét. Đặt tên nó là thích hay ghét, nhưng mà bản chất của nó chỉ là sự rung động mà thôi, sự rung động của dây thần kinh. It's just a vibration of your nervous system. We call the cognitive resonance or cognitive perception. Chúng ta gọi là cái thức hay là tiềm thức, cái tên gì đó mà sư gọi vắn tắt là nhớ. I say only one word, very simple: memory. You memorize everything you see, you hear, you smell, consciously or unconsciously. Chúng ta ghi nhận những cái thông tin, nhớ những cái thông tin đó qua mắt, tai, mũi, lưỡi, nghe, ngửi, đếm. And then we label, we give it a name. And then we love that name. Are we so intelligent? Chúng ta đặt tên cho cái cảm giác ấy, rồi chúng ta yêu thích cái cảm giác ấy. Như vậy có phải là chúng ta là con người có trí tuệ không? We say it's unpleasant. And then we say it's unpleasant. Pleasant, unpleasant. When you sit for meditation in 10 minutes, you say so happy, it's pleasant. You sit for 30 minutes, you say it's unpleasant, painful. So what's wrong with you? The same you, the same sitting. Why you change your mind? 10 phút đầu các bạn ngồi thiền, các bạn nói ồ sướng quá, ngồi thoải mái. Ngồi tới 30 phút sau đau quá, khổ quá. Từ sướng sang khổ, cũng bạn, cũng chỗ ngồi, chẳng có gì khác. Thế gì cái gì đó làm quỷ quái thay đổi cái tâm các bạn? Từ tâm thánh thành tâm phàm, từ thân phàm thành tâm quỷ. Cái gì vậy? Ngồi 10 phút là tâm thánh, sung sướng quá. Ngồi 30 phút là tâm phàm thấy đau. Ngồi 45 phút là nhăn nhó, muốn đứng dậy là tâm quỷ. Như vậy đang từ thánh rớt xuống phàm rồi rớt xuống quỷ. You are changing your position. Not up but down. Không muốn đi lên mà lại muốn đi xuống. Không muốn thăng hoa mà lại muốn đi thoái hóa. Như vậy có cái gì sai nơi các bạn đấy? What's wrong with you?
Just because you are ignorant and you are craving to your body, you have developed emotional reaction to your feeling, and you don't know, or you know, but you're just too recalcitrant to accept it. Bởi vì các bạn vô minh, các bạn không chấp nhận sự thật. Sự thật đó là đau khổ, nó là giả tạo, nhưng các bạn không chấp nhận. Và vì các bạn không chấp nhận, hoặc là các bạn không biết, cả hai trạng thái ấy đều gọi là vô minh. Và vì vô minh cho nên các bạn tiếp tục yêu thích cái thân để rồi sanh tử. Các bạn đã đầu hàng rất nhiều rồi, bao nhiêu kiếp rồi. You surrender yourself to the sensual pleasure, to the sensual feeling for many, many lives already. And this life, from the birth until now, how many years? 30 years, 40 years, 50 years, you keep surrendering yourself to the sensual feeling. So what's wrong with you? Trong vòng từ hồi lúc các bạn sinh ra tới nay, 30 năm, 40 năm, 50 năm, các bạn đã đầu hàng những cảm giác dục lạc đó. Các bạn làm nô lệ cho nó. Không lẽ các bạn tiếp tục làm nô lệ cho nó mãi như vậy sao? Không lẽ mình hèn đi như vậy sao? Nó chỉ là cảm giác dục lạc. Cảm giác dục lạc sinh ra nơi cái ăn, cái ngủ, cái ngồi, cái đứng, cái nghe, cái nhìn, cái thấy, cái ngửi, cái nếm. Mà chúng ta lại đầu hàng cho những cảm giác dục lạc như vậy thì chừng nào chúng ta giác ngộ? Nó cảm giác dục lạc là nó đến nó đi, nó không bao giờ tồn tại. Mà chúng ta vô minh, chúng ta cứ dính mắc tới nó hoài. Cái thân này của tôi, cha của tôi, mẹ của tôi, chồng của tôi, tài sản của tôi, trí tuệ của tôi, toàn là rubbish. Everything is yours. My body, my intellectual, my knowledge, my father, my dad, my mother, my house, my property, everything's me, I, me. So what's wrong with you? You surrender yourself for many lives already, and now you keep surrendering yourself from the birth until now, 30 years, 40 years, 50 years, you keep surrendering yourself to sensual pleasure, sensual feeling. Các bạn đã đầu hàng trong vòng 4 năm, 3, 40 năm nay, các 50 năm nay các bạn đã đầu hàng. Các bạn đã làm nô lệ cho cảm xúc dục lạc của các bạn mà các bạn không biết. Các bạn còn tiếp tục làm như thế tới bao giờ? Bao nhiêu kiếp nữa? How many lives will you continue to do it? You look at it here. Which form leading to the sensual feeling? The crucial point is the sensual feeling. Cái trọng điểm là cảm giác dục lạc. Thế thì cái gì sinh ra cái cảm giác dục lạc? Và ngày hôm nay chúng ta chỉ học cái sắc thôi. Which form? Five aggregates, but today we learn only one form. Which form leading to the sensual feeling? Cái sắc nào thỏa thích, làm nô lệ cho cảm giác dục lạc? Có phải là ông chồng đáng yêu của mình không? Ông đứng một thước sáu, rồi ông tươi cười. Is it the man? Your husband, 1.7 meters, charming, intelligent, kind, generous. Is it that kind of person you love? You have a sensual feeling? Bởi vì cái người chồng của mình thông minh, có học, rộng lượng, đẹp trai, rồi mình thương ổng, có phải vậy không? No, it's not him, he's just a portable toilet. Không phải ổng đâu, ổng chỉ là cái thùng phân di động biết đi thôi. The truth. I know everybody just came complain to me. Master, you keep talking nasty about my husband. He's not portable toilet. I know he's a portable toilet, but every night if I don't have a second portable toilet lying beside me, I cannot sleep. So what's wrong with you? Mỗi một ngày các bạn đều nằm kế một cái thùng phân di động biết đi. Mà có nhiều người sư nói thì lên khiếu nại: sư ơi, sư phụ cứ nhắc nhở với ông chồng con tồi tệ dữ vậy. Ông không có là cái thùng phân biết đi đâu. Mặc dù con biết ông là cái thùng phân biết đi, nhưng mà thú thật với sư, tối đến con ngủ mà không có cái thùng phân thứ gì đó, con ngủ không nổi. Sao lạ vậy? Tại sao biết ổng là cái thùng phân biết đi mà không có cái thùng phân nó nằm kế bên mình lại không ngủ được? Như vậy là
Con người là con người vô minh phải không? Rõ ràng còn gì nữa. Từ mồ hôi nè, từ tóc nè, từ mắt nè, từ lỗ tai thì có cứt ráy nè, mũi thì có cứt mũi nè, miệng thì đờm rãi nè, rồi phân nước tiểu trong bụng nè, rồi mồ hôi. I'm sorry, I have to say something about smell in your husband's body. All stink, but you love it. Sư phải nói sự thật. Mồ hôi nhiều ông còn hôi nách nữa, mà bạn ấy, sư ơi, tối mà con không có cái mùi hôi nách cho con không rút vô đó con không ngủ được. Tại sao vậy? Lia thia quen chồng, vợ chồng quen hơi. Because you get used to it, you are attached to it, you are indoctrinated, you are poisoned by your sensual feeling. Một cô gái ở trong chợ cá, nó sống trong chợ cá, nó bán cá, nó ăn hủ tiếu, nó ca hát trong chợ cá, nó rất là hạnh phúc. Quý vị, một người ngoài bước chân vào chợ cá, quý vị sẽ đau khổ vì cái mùi tanh của cá. Tại sao? Tại vì mắt tai mũi của nó quen với cái môi trường đó rồi. In the living sphere, people get used to it, and by ignorance, they subject themselves to the sensual feelings, no matter what it is. Và mọi người á, đều làm nô lệ cho cảm giác dục lạc mà không hề biết là mình đang làm tôi tớ cho cảm giác dục lạc đó. So where it come from? It came from the memory. Past life, when you were born, you have a body. And it's called cognitive perception. And cognitive perception contributed by the ignorance and emotional reaction or attachment. Cái thức á, được sinh ra ngay từ lúc chúng ta sinh ra, chúng ta đã nhớ có cái thân này. Và ngay lúc chúng ta sinh ra, chúng ta đã yêu thích cái thân rồi. Bằng chứng là nếu không được mẹ ẵm lên thì là khóc, không được cho ăn là khóc, quý cái thân. Và nếu mà người ta ấm lên, ta nựng nựng lại càng thích nữa. Những đứa bé đều như vậy. Và cái thích đó nó phát triển từ ngay lúc mới sanh được nâng chiều cho tới bây giờ lớn. Cho nên bây giờ cũng không có trách được là nhiều bà nói sư ơi, ông xã ông cưng con lắm, ông ấm con hoài à, giống như cha ấm con vậy đó, không ấm con không chịu được. Cái cảm giác mẹ ấm cho tới khi được lớn lên được chồng ấm thì nó cũng giống nhau, toàn là cảm giác dục lạc. No difference between the mother holding a baby and a husband holding a wife. The same feeling is developed gradually, and you learn, you get addicted to that. Cái điều quan trọng là hàng ngày quý vị đều học tập những cái bất thiện pháp đó, và các vị ghiền đó, không có nó chịu được. Và chính cái ghiền đấy đưa vào trong cái thức. So what form is the body of the man? 1.7 meters. Charming, gorgeous, generous, or which form create the sensual feeling? Thế thì cái sắc mà của một người đàn ông 1 thước 7, lịch sự, đẹp trai, ăn nói hiền hòa, đã làm chủ cái cảm giác dục lạc đó, hay là cái gì, sắc gì? You all get it wrong. You think that the man. No, it's here in your brain. It's just a little at the back here. They have a recorded memory device. Ở đằng sau óc nó có một cái bộ phận rất nhỏ, nó ghi nhận tất cả những cái thông tin từ nơi mắt đưa vào đấy. Nó ghi lại giống như cái máy chụp hình. The man you see 1.7 meters height outside, it just appear a little in your brain. But you love that, not that man. Nhưng mà các bạn lại ưa thích cái hình ở trong này nè. Nó sướng lắm, chứ không có ưa thích cái hình bên ngoài. You don't believe it? Separate your husband away. You go to anywhere, you still remember him. You still remember sensual feeling. Bất kể rời tách ông chồng qua một bên đi, thí dụ ông đi xa đi, hay là ông chết đi, các bạn vẫn còn nhớ những cảm giác đối với ông từ lúc mình sống.
Bây giờ không có mặt ở ổng ở đây, mình vẫn có thể tưởng tượng những cảm giác mình sống với ổng chứ. Thế cảm giác nó ở đâu mà có? Mắt đâu có thấy đâu, tai cũng có nghe. Thế tại sao vẫn có cảm giác với ông chồng? Cái cảm giác ở đâu? Nó đây nè. It's a little recorded in your memory. It's a little, just a little. Scientific proof already. Khoa học nó đã chứng minh nó nằm ở trong cái bộ não phía sau này nè. Nó có chút xíu đâu thôi, nó bằng hóa chất nó tác động tất cả những cái nhớ. Để rồi các bạn thương nhớ ghét, mặc dù ông chồng có thể đi xa, có thể ly dị rồi, có thể chết rồi, vẫn nhớ. Nhớ cái gì? Not his body. You remember him but not his body. You remember only sensual feeling. Các bạn nhớ những cảm xúc dục lạc dính mắc với ông chồng đó mà thôi, chứ các bạn đâu có nhớ ổng thực sự đâu. Tại vì cái một thứ bảy nó biến mất ra khỏi tầm mắt, tầm tai, không nghe thì làm sao tác động? Nếu ông chồng nói mà mình nghe âm thanh thì mình rung động, có vibration. Nếu ông chồng gần mình nhìn thì nó có rung động nơi mắt. Nếu ông chồng nói thì mình nghe. Đằng này không có ông chồng mà mình vẫn có cảm xúc. Thế thì cảm xúc đó nó nằm ở trên não, mà các bạn phản ứng lại cảm xúc đó. The more you engage in sensual feeling, the more poison in your body spread around, and then it called cancer. Và các bạn tiếp tục phản ứng một cách vô ý thức trên những cái dục lạc đấy, thì nó lại càng tiết ra những hóa chất ở trong cơ thể các bạn, và hậu quả cuối cùng dẫn tới ung thư này, ung thư kia, đều vì cái sự ngu dốt của mình mà thôi. Chính mình hại mình. And you love your sensual feeling. And how do you get the sensual feeling without the body? Làm sao các bạn có thể có được cái cảm giác dục lạc đó nếu không có cái thân? Con chó con mèo nó cũng có cái thân vậy. Cho nên đó, các bạn phải bắt buộc quay trở lại nữa để mang cái thân để tiếp tục hưởng thụ cái cảm giác dục lạc. It's a very simple fact. You love your body because your body subject to the sensual feeling, create the sensual feeling. Therefore, you must return to get the body. So what kind of form? Thế thì cái sắc á, tức là cái thân á, nó là cấu tạo như thế nào? Mình phải đi sâu hơn để mình hiểu. Đức Phật trong Kinh Tăng Chi Ngài nói, từ trong vô lượng kiếp cho tới nay, ta không hề thấy có một cái pháp nào như cái pháp này có thể xâm chiếm, ngự trị, kiểm soát, điều khiển cái tâm người đàn ông bằng cái sắc người đàn bà. Và cũng như thế, ta không hề thấy trong vô lượng kiếp cho tới nay có một cái pháp nào có thể xâm chiếm, ngự trị, điều khiển cái tâm người đàn bà bằng cái sắc người đàn ông. Thế thì cái sắc là cái gì? Sắc here is a form. Sắc gồm có thân và tâm. Đó. Tâm là nó ở trên não, thực sự ra nó chỉ ở trên não mà thôi. Thọ tưởng hành thức là các hoạt động của não. Feeling, perception, mental formation, it's all the brain activity. Tất cả đều do cái não. Nếu cái não chết thì tất cả thọ tưởng hành thức đều mất hết, nó không còn. Cho nên á, thực sự ra nó nằm ở trong cái não trắng trắng nhỏ chút xíu chúng ta thôi, bốn cái. Còn cái thân á, là những cái chúng ta có thể tạo chạm được những cảm xúc. The body always vibrated by sensation when you contact six organ and six external factor. Cái thân thực sự ra nó chỉ là được tạo nên bởi sự cảm xúc do sáu căn sáu trần va chạm. Nếu không có, làm sao các bạn thấy được cái thân? Các bạn phải có mắt, tai, mũi. Mắt phải nhìn thấy ánh sáng, tai phải nghe âm thanh, rồi nó mới tạo những sự rung động. Và bạn mới nhận biết rằng mình có tai đây, mình có mắt đây, và tất cả những cái thứ đó nó gom lại, nó thành ra cái thân. Nếu không có mắt, tai, mũi thì không có da, không có gì hết. Các bạn làm sao có cái thân để mà các bạn có cái cảm xúc? Cho nên tất cả những cái mà gọi là thân chẳng qua chỉ là những cái va chạm tạo ra những cái phản ứng xúc cảm thôi, nó không có thật. Nhưng mà tại sao sau khi có sắc thì các bạn lại đau khổ? Because you never satisfy with the sensation. As soon as you have the nama and rupa,
the brain activity and the body, you actually establish your identity, your existence. Ngay khi các bạn có thân và tâm là hoạt động của não, thì các bạn có một cái ảo giác ưa thích là ta có mặt đây. Ta đây, sự hiện hữu của ta, tức là ta thực sự có mặt. Cho nên ta mới biết ngứa, ta mới biết đau, ta mới biết buồn, ta mới biết mơ ước, ta mới thưởng thức những cảm giác dục lạc được. Nếu cái não chết thì chắc chắn chẳng còn biết gì nữa. Hoặc là cái thân nó chết thì cũng trở thành thực vật, nằm một chỗ nó cũng không có cảm giác. Thế thì tất cả danh sắc thân tâm chẳng qua chỉ là một, người ta đặt tên để dễ hiểu thôi, chứ thực sự là nó cũng chỉ là cái thân này mà thôi. Tất cả thọ tưởng hành thức đều chỉ là sản phẩm của não. All the activities, the brain activities which you believe is nama, actually the brain activity, sensual feeling, exchange of information internally and externally. The problem here is as soon as you have the feeling, you label, you put a name on your feeling. Khi cái rắc rối là khi các bạn nhận được những cái thông tin, những cái cảm xúc, các bạn lại đặt tên cho nó và các bạn làm nô lệ cho sự cảm xúc. Nếu cái đó vừa ý các bạn, nếu các bạn nói rằng đó là sướng thì các bạn muốn thêm, nó sinh ra tham. Ngủ sướng quá, tham ngủ. Ăn sướng quá, tham ăn. Ngồi trên toilet lâu, sướng quá, muốn ngồi hoài. Vân 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 vân. Và có nhiều cái tế gì nữa sướng thèm nói. Nói ra nó tình tục quá. Sướng quá chỉ là cảm giác, và cảm giác đấy không bao giờ tồn tại. You will never have the endless sensual feeling. Các bạn không bao giờ có cái cảm giác dục lạc mà có hoài. Có rồi nó ngắt, ngắt rồi nó lại có nữa, rồi thèm muốn rồi lại muốn có nữa. Không bao giờ mà 24 tiếng đồng hồ đều vui hết, không bao giờ 24 tiếng đồng hồ đều buồn hết. Just a fake feeling, sensual feeling. Tất cả những cảm giác dục lạc ấy đều sanh và diệt, sanh và diệt. Nhưng mà mình á, vô thức, mình cứ hưởng thụ nó, mình làm nô lệ cho cái thân của mình. Subject yourself to vibration, nô lệ cho cảm xúc, ưa thích nó cho nên đi tìm, tìm cảm xúc đó. Ăn thấy nó sướng cho nên phải đi kiếm ăn. If in eating you love eating, therefore you cultivate the mental and physical behavior setting. I like to eat more. If the master say don't eat at evening, I sneak in the kitchen, get something to eat. Nếu mà theo giới luật sư nói đừng có ăn buổi tối, nhưng có vài người thèm quá, muốn ăn ngon, trốn vào trong nhà bếp, kiếm cái gì đó, không ăn thì cũng pha lên, quậy, uống cho nó đã. Không uống có chết không? Không. Tại sao phải uống? Vì cảm xúc, vì cái thói quen mình đã ăn uống quen rồi, cái lưỡi nó quen rồi, bây giờ đó không ăn thấy nó khó chịu. Tức là chúng ta làm nô lệ cho cảm xúc. I tell you the truth. In that case, don't sneak into the kitchen. Cook the meal and eat it. Sư nói cho quý vị biết, nếu trường hợp đó xảy ra, cảm thấy thèm quá, đừng có trốn vào trong bếp mà pha sữa gì mất công. Nấu cơm ăn đi, sư cho phép. Nấu cháo ăn đi, sư cho phép. Thỏa mãn cái dục vọng của mình, thỏa mãn cái khao khát của mình này nè, cái tào lao này nè. Tiêu diệt nó đi, ăn cho no đi. Rồi để ngồi xuống, rồi thở ra, rồi xem mình làm cái gì. How do you look like? Look like a pig or a man? Sau khi ăn xong rồi tự quan sát mình là con heo hay là con người. Mình thỏa mãn cái cảm giác dục lạc vì thèm ăn. Cho nên nấu cơm ăn đi. Sư khuyên nấu cháo ngon á, ăn. Ngồi xuống ăn cho đã, ăn cho no đi. Để rồi á, cuối cùng khi mình thở ra rồi, hết ăn nổi, ngồi xuống thở, rồi nhận xét rằng ta đang là heo hay ta đang là người. Ta
chế ngự được cảm giác dục lạc hay ta đang nô lệ cho cảm giác dục lạc? Điều đó mới quan trọng, điều đó mới giải quyết gốc rễ của vấn đề sanh tử. Chứ không phải là giới luật cấm không cho ăn rồi không ăn mà thèm thuồng tiếp tục tái sanh. Because you don't know the nature of sensual feeling, you subject yourself to sensual feeling and you cultivate mentally, physically, behavior setting. You sneak in the kitchen, that's a habit. And you create a desire to have the body, to eat more. And then you come back, rebirth, to eat more. Bởi vì tham ăn cho nên nó đi trốn vào trong bếp, làm nô lệ cho cảm xúc, ăn lén, tạo nên cái thói quen đó chính là nghiệp, nghiệp tham ái, khát ái ăn và khát ái cái thân, để rồi tiếp tục phải sanh tử luân hồi quay trở lại để chỉ như vậy. Có phải là vô minh không? Ngu không? Thôi từ nay chiều đấy nấu cháo ăn đi, ăn cho ngon để đừng bao giờ thấy mình là heo, ăn cho ngon đi để thấy mình là người, chấm dứt sanh tử. Con người ta sư nói rồi, phân tích lại, nó chỉ có ăn với ngủ thôi. Nếu mình làm nô lệ cho ăn và ngủ là mình hoàn toàn là súc sanh. Nếu mình làm chủ được cái thân của mình không bị cảm giác dục lạc, tức là ăn với ngủ nó làm nô lệ mình. Tất cả những cái khác đều dính líu tới ăn với ngủ. Vì có ăn cho nên phải đi nấu, phải đi làm tiền để ăn ngon. Rồi á, nó sinh ra phải đi toilet, làm cái toilet kiểu này kiểu kia. Nếu không ăn nó có dính líu tới cái đó. If you know how to eat, eat properly, you don't need to make a lot of money, you don't need to slavery to your sensual feeling. Nếu các bạn làm chủ được cảm xúc của các bạn đâu cần phải đi làm tiền cho nhiều để mà ăn, đâu phải nấu cho nhiều mà ăn. Tại vì các thứ nấu ăn nó cũng đi toilet hết, nó đâu có giống nhau, nó cũng thúi, nó có cái nào thơm. Nhưng mà ráng đi làm để ăn cho nhiều, ăn cho ngon, ăn nhà hàng này ngon, ăn nhà hàng kia không ngon. Tất cả nhà hàng nào nó nấu cũng một thứ, cũng gạo, cũng bột, có khác gì đâu. Nó chỉ khác cái tên của nó thôi. Nhưng mà chúng ta làm nô lệ cho cảm xúc. Chúng ta ưa thích cảm xúc đó. Cho nên trong cuộc đời chúng ta đã tu là tu cái ăn, cái ngủ. Hiểu được rất rõ, tham ăn là súc sanh, tham ngủ là súc sanh, thì chúng ta là người. Và hiểu rõ hơn nữa, thiểu dục tri túc, biết như vậy mà giải thoát ra khỏi cái ăn cái ngủ là Phật. Ăn cũng được, không ăn cũng được, thì đó là ông Phật, không dính mắc. Nó rất đơn giản vậy thôi. So you actually rebirth, come into the current rebirth because you love. In your consciousness, you create a mind, the liking attitude, and you have fixation of the consciousness. Tại sao các bạn cứ tiếp tục tái sinh? Tại vì ở trong não các bạn á, nó có một cái tâm giả tạo, ưa thích, tự mình tạo ra. Mình nói ăn bánh xèo ngon hơn là ăn bánh bèo. Bánh xèo, bánh bèo khác nhau chỗ nào? Nó cũng là bột, nó cũng quay quay lên thôi. Nhưng mà ăn bánh xèo là tại vì 6 cân 6 trần nó thơm, nó giòn. Trong khi bánh bèo nó nhạt nhẽo, nhưng mà nó đều là bột, đi ra toilet nó cũng giống nhau. Nhưng vì mình vô minh, mình chấp vào những cảm giác dục lạc, cái giòn, cái thơm, để rồi á, mình tạo trong đầu mình á, bánh xèo. Because you create in your mind something which is fake. Tân mình tạo ra một cái giả tạo, rồi mình đặt tên đó, rồi mình sướng với cái giả tạo vô mình đặt. Như vậy mình quá ngu chứ phải không nào? Giống như có nhiều người á, it's similar to somebody I know, it's very famous, very rich. He put the altar, the kings of money. He worshipped the king of money. And one day he said, "Master, how come last month I didn't sell anything? I couldn't make money. Come and help me." Xưa có một người đệ tử, nó giàu lắm, nó thờ cái ông thần tài. Nó nói, sao tháng rồi con làm hoài không có tiền.
sư lại sư cầu nguyện dùng, nói ông giúp con có tiền. He doesn't believe in his himself. He believes in the king's money. Ông không tin vào ông tin vào cái ông thần tài. Ngày nào cũng cúng, hỏi cúng gì, cúng ly cà phê với cái điếu thuốc. Sư á, nó là thân tình mà, nó hộ pháp từ đầu tới cuối. Nó chở mình đi từ ngày đầu á, mình chưa có miếng ăn mà nó chở mình đi, giờ mình không lại đâu có được. Nó thỉnh á, thì phải đi. He asked me to come to his place and pray. I said okay, I do it. Only you, nobody else. Sư nói được rồi, sư giúp vô, giúp con thôi, không giúp người khác đâu. Và sẵn sàng đi. Tới nơi, cầm cái chuông gõ bong 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 bong. Này ông thần tài, here, listen to me, the king of money. My disciple complained. Last month he couldn't earn the money. Why you don't make money for him? If you don't, I am going to give you coffee and a cigarette. But I let me tell you, tomorrow, if you cannot make money for him, I change another king of money. Sư nói với cái ông thần tài, gõ chung chuông, bang 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 bang, này ông thần tài, nghe sư nói này, đệ tử của tôi nó khổ quá. Mỗi ngày nó cúng ông ly cà phê, một điếu thuốc, ngày hôm nay tôi cũng cúng ông ly cà phê, điếu thuốc, tôi gắn điếu thuốc vào miệng ông đàng hoàng nha. Nếu ngày mai mà thân chủ tôi, đệ tử tôi mà nó không có tiền, ngày mai tôi nói xin lỗi ông, tôi đổi một thần tài khác. I change the king some money because you're not worth. You cannot make money, I change another one. Bởi vì ông không làm được việc, tôi đổi ông khác. After listening to my version, he cried. He said, I'm sorry, master. I am ignorant. So stupid. Sau khi sư nói xong, nó quỳ xuống, nó khóc. Lạy sư, con ngộ ra. Từ bao lâu nay, con ngu quá chừng. Con làm nô lệ cho cảm xúc của con. Con không hiểu đó là cái bằng xi măng, bằng đất cát, nó làm sao nó làm tiền cho con được. Mà con cứ thờ nó, mỗi ngày con phải tốn một ly cà phê, một ly cà phê đêm mà phải đi mua ngoài chợ, không dám pha ở nhà. Pha nhà nó không có linh, phải đi mua tốn tiền, mua một điếu thuốc nhét vô tay ổng. So stupid. Khi con người ta vô minh làm nô lệ cho cảm giác dục lạc thì nó chẳng biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Cho nên trong cuộc sống, muốn làm cái con người đàng hoàng phải làm chủ được cảm giác dục lạc. Cảm giác dục lạc nó nảy sinh ra ở đâu? Đây nè, từ nơi cái thức cảm giác hả? Từ nơi cái thức tức là cái nhận biết, mà nhận biết sai. Mắt tai mũi nhớ cái giường, nhớ cái chiếu, nhớ cái bàn ăn, nhớ cái nồi, nhớ cái tiêu, nhớ cái toilet. Trong khi thực chất nó là cái gì? Thử ý xem. Cho nên tất cả những cái sự thông tin mình nhận biết sai, rồi mình lại yêu thích sai, yêu thích những cái tạo hóa, yêu thích cái toilet, yêu thích cái giường, yêu thích cái chén ăn. Thế rồi mình đặt tên cho những sự xúc cảm đó. Và cuối cùng mình phát triển ngày qua ngày, tâm và thân đều là hành xử, để rồi tạo nghiệp, và rồi á là ưa thích cái sự sinh tử. Sự sinh tử ấy nó không có đợi tới kiếp sau. Mỗi một ngày chúng ta sinh tử không biết bao nhiêu lần. Sáng nắng chiều mưa, trưa hâm hâm, nó thay đổi liên tục. Sáng là một con người khác, trưa con người khác, tối con người khác. Trước khi nghe giảng ho la ham ăn ham ngủ, sau khi nghe giảng xong con sợ quá sư ơi, bây giờ còn nấu cháo mà không có ăn nữa. Con người mình thay đổi. Thế thì nếu mà mình không hiểu được những cảm giác dục lạc này, mình tiếp tục làm nô lệ cho nó. If you don't understand the sensual feeling, you keep subject yourself to the sensual feeling, and you become slavery to your sensual feeling. So reality and imaginary reality is a different thing. Cái sự thật là cái ông xã của mình cao một thước bảy lịch sự, nó là sự thật. Nhưng mà cái mà mình ưa thích lại là cái nho nhỏ nằm trong cái đầu này. Cái cảm giác về ổng, cái ấn tượng về ổng. Cha mình cũng vậy, mẹ mình cũng vậy, tất cả đều nằm ở trong cái nho nhỏ này thôi.
Tức là mình phản ứng là cảm xúc ở nơi cái bộ não của mình, cho nên mình mới làm nô lệ cho cái cảm xúc đó. Chứ cảm xúc đó chẳng dính gì tới cha mẹ mình hay là ông bà mình gì hết trơn. Như vậy chúng ta có quá thông minh không? Trong cuộc sống chúng ta chỉ làm nô lệ cho cảm xúc mà không bao giờ dùng cái lý trí để phân tích, để mà sống cho nó có ý nghĩa. Sự thật khác với cái sự tưởng tượng về cái sự thật, và nó vô năm uẩn, nó biến hóa sắc thọ tưởng hành thức. Ngày hôm nay chúng ta chỉ học sắc thôi, và khi cái nhìn của chúng ta về một vấn đề, về một con người hay một sự vật đều bị năm cái uẩn này nó xáo trộn, nó làm cho mình mê mờ. Tại sao? Tại vì mình ưa thích cảm giác dục lạc. Nếu mình loại trừ được cảm giác dục lạc thì năm cái này không làm sao mà xáo trộn mình được. If you have the good will not to subject yourself to sensual feeling, but you are master of your sensual feeling, and then find aggregate is nothing, it cannot control you. Nếu thực sự các bạn làm chủ được cảm giác dục lạc thì năm cái uẩn này chẳng làm gì tác hại được trên bạn hết. How do you master your sensual feeling? Bằng cách nào các bạn có thể làm chủ được những cảm giác dục lạc? There's only one way. The Buddha said very clear, meditate, meditate, meditate. Đức Phật nói rất rõ, chỉ có một con đường để làm chủ các cảm giác dục lạc là phải thiền. Đi thiền, đứng thiền, ngồi thiền, trong chánh niệm, nghe thiền, nói thiền. Trong đời sống một ngày 24 tiếng đồng hồ đều phải thiền định trong chánh niệm. Đi ta biết ta đi, đứng ta biết ta đứng, ăn ta biết ta ăn, cứng biết cứng, mềm biết mềm, nóng biết nóng, lạnh biết lạnh. Ta phải nhận biết tất cả những cảm giác. Daddy, I ask you, what did you have for lunch? Sư hỏi quý vị, trưa nay quý vị ăn cái gì? Có ai còn nhớ mình đã ăn cái gì không? Cái gì? Ăn nhiều loại rau. Ăn nhiều loại rau, rau gì? Đỗ là một. Cà phê, cà rốt, đâu có nhớ hết thấy không? Tại sao? Why you cannot remember everything? You remember only something, but not everything. Why? Because you didn't meditate in your eating. Bởi vì các bạn không thiền trong lúc ăn. Phật dạy cứng biết cứng, mềm biết mềm, rau biết rau, trắng biết trắng, đỏ biết đỏ, cà rốt biết cà rốt, ớt biết ớt. Phải nhận biết cái gì đang có mặt ở ngay tại chỗ đó, bỏ vào lưỡi, ớt cay hay ớt không cay, phải nhận biết liền. Chúng ta chỉ nhận được một phần thôi, nhớ một phần thôi, còn lại chúng ta không nhớ là tại vì chúng ta không có thiền trong cái ăn. We eat unconsciously, we subject ourselves to sensual feeling, because sensual feeling dominate our mind. Ngay lúc đó quý bạn thấy ngon quá, lập tức cái cảm giác dục lạc nó làm chủ rồi, cho nên các bạn không có thiền trong ăn được, không có tinh tế trong cái ăn. Trong cái ăn cứng mềm, tại sao á? Quý sư ăn á, thường thường một chén cơm á, là phải một tiếng đồng hồ, là tại vì nó phải cẩn thận. Cẩn thận, nhai, cứng biết cứng, mềm biết mềm, nó nhạt biết nhạt. Không phải một cái muỗng cơm mà nó nhạt hoàn toàn đâu. Giống như một muỗng cơm múc lên, nhưng mà nhai đi rồi sẽ thấy có lúc nào nó nhạt, có lúc nào nó ngọt. Không phải lúc nào nó cũng nhạt. Và phải thấy được như vậy, cho nên các sư mới gọi là thiền trong ăn. Mà khi nó thuần thục rồi, ăn nhanh nó vẫn thiền, nó vẫn nhận biết. Còn nếu nó chưa thuần thục thì nó bị cảm giác dục lạc đô hộ, lập tức nó nhìn con mắt, mũi ngửi, miệng lưỡi nếm, lập tức là nó ăn. Nó quên biết rằng cái đó màu đỏ, cà rốt màu đỏ, ớt màu đỏ hay ớt màu xanh, nó cũng quên luôn. Như vậy nó ăn như súc sanh, ăn mà không có thức, tức là không có sự nhận biết, là ăn như súc sanh. Mà ăn như súc sanh là nô lệ cho cảm xúc thì phải sanh ra súc sanh đó. Ngay trong đời sống mình đã hành xử như súc sanh, tạo nghiệp như súc sanh, thì làm sao chết mình không thành súc sanh? The Buddha said very clear, whatever you do, cultivate, transform yourself into next life. Đức Phật nói rất rõ, những cái nghiệp mà quý vị tạo ra qua đời sống ăn uống ngủ nghỉ thôi,
nó sẽ tạo thành cái nghiệp thói quen để rồi dẫn dắt quý vị tái sanh trở lại. Ngay lúc sống mình đã hành xử ăn uống ngủ nghỉ như heo, như súc sanh, thì làm sao lúc chết mà mình không tái sanh làm súc sanh? Phật dạy rất rõ, cây lúc sống nghiêng về hướng nào thì chết sẽ đổ về hướng đó. Cây nó nghiêng về hướng đông, nó phải đổ về hướng đông. Cũng như thế, trong đời sống chúng ta hành xử yêu thích các cảm giác dục lạc, pháp bất thiện, thì khi chết chúng ta sẽ sanh về cõi bất thiện. Đó là chẳng có sai. So look at my book, I teach you everything. Meditation in eating, meditation in standing, meditation in bathing, meditation in toileting. Kể cả đi toilet, ngồi thiền như thế nào, sư cũng hướng dẫn quý vị nữa. Lời Phật dạy chứ không phải sư đâu. Sư nói toàn là những cái gì Phật dạy. Cho nên quý vị đọc đi, ăn, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, tất cả những cái đấy là lời Phật dạy. Vị cha lành của nhân loại, Ngài nói rất rõ từng cái, ăn, cái uống, cái đi, cái ngủ, chăm sóc từng đứa con. Bây giờ tùy các con của Ngài nghe lời Ngài làm hay không là chuyện của quý vị. Con Phật nghe lời Phật hay không là chuyện của quý vị. Còn Ngài là vị cha lành, Ngài nói kể cả cái vấn đề ngồi toilet. Ngài nói khi ta ngồi toilet, khi ta rặn hơi thở, ta biết từ trên hơi thở đưa xuống, và ta biết cái ruột già nó chuyển, ruột non nó chuyển. Ngài chú ý từng chút một. Và vì như vậy cho nên cái sự giác ngộ nó hoàn hảo, nó không có sai sót. Chúng ta ăn một cái đĩa cơm hồi trưa nay, một phần chúng ta biết là tại vì chúng ta có huân tập, còn một phần chúng ta không biết, chúng ta vẫn còn cái bản ngã bị nô lệ bởi cái cảm giác dục lạc. Một là mũi ngửi, hai là bụng đói, ba là nhìn thấy bạn bè, rồi nhìn thấy bạn bè nó cũng phân tâm, rồi thấy người khác ăn quên mình đang ăn. Tất cả những cái đó đều bị ảnh hưởng, làm cho mình không nhận xét được thực chất của sự thật, mà toàn là sự tưởng và tưởng tượng. Và những cái sự tưởng tượng này nó đều bị biến hóa, ảo hóa bởi năm uẩn, như người ảo thuật gia. Quý vị thấy mấy người ảo thuật gia, nó thò tay vào trong cái nón, nó lấy ra con chim, nó lấy ra tiền, nói nó mày giỏi, mày làm lấy được tiền, mày cần gì đi làm dữ dữ gì. Nhưng mà mình thấy nó làm hay lắm, thò tay nó lấy một cọc tiền, thò tay lấy con chim, rồi con chim thấy sống đồng hàng. Ngũ quẩn cũng thế. Five aggregate operate the same thing, the same way. Ngũ quẩn cũng vậy, nó đến lừa chúng ta. Đó, ta muốn cái gì đó và ta sẽ cố gắng ta mơ cái giấc mơ như vậy. Tức là mình toàn đặt tên cho nô lệ cho cảm xúc. Ok. If you feel hungry today, go to the kitchen, cook good meal, eat it, and eat until you vomit it. Hãy nghe lời sư. Chiều nay nếu cảm thấy muốn ăn, đi vào bếp, sư cho phép nấu ăn đi. Nhưng mà phải với điều kiện ăn cho thật no, ăn tới muốn ói thì thôi. Mình không làm nô chủ được cái cảm xúc của mình thì mình làm nô lệ cho nó. Hãy làm nô lệ cho nó đi, một lần đi, để rồi không bao giờ sinh tử nữa. Còn hơn tiếp tục cái lai làm nô lệ cảm xúc dục lạc mãi mãi, để rồi sinh tử luân hồi. Cho nên vấn đề vẫn là cảm xúc dục lạc, tức là đau hay là không đau, khổ hay là không khổ, ngồi lâu ngồi mau nó giống nhau, nhưng mà khổ hay không khổ cảm giác khác nhau. Một cái âm thanh người ta nói, mình có thể phiên dịch đó là lời chửi, lời khen. Chửi thì mình buồn, khen thì mình thích. Mắc mớ gì? Cái âm thanh là âm thanh. Thí dụ như sư bây giờ sư nói bằng tiếng Pali, sư mắng quý vị, quý vị có biết gì đâu mà buồn. Thế tại sao người khác chê cái buồn? Tại vì mình đặt tên cái đấy là chửi, mà nó chửi tôi. Tức là có cái ngã này, nó chửi tôi chứ nó không chửi người khác. Nó chửi người khác nó có buồn, chửi tôi mới buồn. Cho nên cái ngã của mình nó lớn lắm, sự hiện hữu. Và chính vì cái sự hiện hữu này cho nên mình phát sinh ra cái ngu. Mình không biết tất cả chỉ là cảm thọ dục lạc, bệnh hay không bệnh, ngu hay thông minh, sinh tử hay là giải thoát, đều do cái cảm giác dục lạc. Biết hay không biết thôi, và hành xử như thế nào. Ok, any question?
Cho nên ngày hôm nay nói cái sắc, thực sự là cái sắc này không phải là cái sắc hiện hữu, mà là cái sắc tưởng tượng ở trong cái đầu của mình, và mình phản ứng là cái sắc đó. Cái sắc đó mới là cái mà Đức Phật muốn nói sắc thọ tưởng hành thức. Nay chúng ta chỉ học cái sắc thôi. Có câu hỏi gì không? Any question? Ok. I hope I wouldn't disappoint you. Xin nghĩ xin có làm quý vị buồn. Không buồn ha. Ok. Rồi, chúng ta hồi hướng đi. Anh Nam chào. Xả thôi, xả thôi.